Tòa này có lăng lẹo mà. Cũng gì quá vậy. Đến gốc của tổ rồi các bạn. Cái cây này gọi là cây 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 tràm. Gốc cây tràm này nha các bạn. Nó sẽ không có gì là ghê gớm cả. Nếu như nó không ở trên một cái vách đá như này, ở ngay bên dưới anh em mình là một cái vách đá sâu xuống à, trên 10 mét các bạn. Thế nên nó tăng cái độ cao của cái cây này lên. Thì anh Đương đang có một cái mũ trùm đầu. Cái mũ này là cái mũ mà mũ tránh nắng các bác. Nhưng mà nó sẽ không che được cái hết mặt đâu, nó chỉ che được cái hai bên tai thôi. Còn mắt thì sẽ vẫn bị nhá mọi người nha. Và cái này thì khói của anh ấy thì các bác không phải lo rồi. Một cái bó khói có thể nặng đến hàng 4 đến 5 kg. Một trong những cái bó khói rất là lớn. Mình cũng đang nhả một cái bó hương này, cái bé này, để mà châm lên. Thì hai anh em mình sẽ lên cùng nhau. Thứ nhất là vừa quay cho các bác xem cái nguồn hoa ở trên này nó như thế nào, cái vùng mới này như thế nào. Có cái cây mục đấy nha anh nhé. Đấy, có cái gốc mục mà anh Đương vừa mới tháo ở đã thấy mục rồi đấy. Cái lạt mình đang bó đây, cái lạt mình bó nhẹ vào. Mục phải không anh? Ừ. Đâu đó khoảng tầm độ chục mét, hơn chục mét, 15 mét thế này. Nhưng mà nó lại nó được cái là nó vượt thác. Chúng ra nó cao hơn rất là nhiều so với cái chuẩn đoán của anh em mình. Bám được anh ạ. Ui dồi ôi anh ơi, dậm luôn vào chân này, dậm nhầm vào bên chân này. Chắc thủng luôn cái ủng của em rồi. Tôi nghĩ là các bác không để ý đến cái lúc cái thế chân mình chạm ấy, may mà nhẹ thôi. Đáng kể. Đây cái làn khói của anh Đường này, kinh khủng luôn. Cây to anh, cái này vẫn bám được thôi. Đang nghe anh nên chặt cây nứa cái đi. Đang nghe anh nên chặt cái cây nứa dưới chân đi. Một cái khói của anh Đương này thì chút chỉ cần một chút nữa là lên đến tổ rồi. Tàn đuốc của anh Đương làm cho mình không thể lên theo sau được các bạn. Mình phải đợi một chút. Vì cái tàn đuốc nó nhiều quá. Tàn đuốc nó nhiều, nó xả xuống nhiều quá. Cái cành bám kia thì dễ rồi. Khói tùm luôn. Em sợ cái bó đuốc của anh luôn rồi đấy. Anh phải thế anh mới dám lên. Dã man thật. Anh lật cái bó đuốc ra đằng sau bên kia với, nó rơi xuống hết người em luôn. Này cái tàn than này, cháy kinh khủng luôn cái bó đuốc của anh ấy. À, anh lật sang bên kia đi, là đến tổ luôn đấy. Tàn bó đuốc dã man rồi các bạn. Ui sụt bỏng hết cả tay này. À đây là cái cây rau ngót rừng nha các bác nhá. Đây này. Cây rau ngót rừng nó chưa mọc lên đây. Ui xời. Các bác xem đây, lên đây thấy cái mặt hồ dưới đây. Đốt nhá. Đốt à anh? Trời này ác mà anh nhỉ. Bên này là cái mặt đèo Áng Tòng các bác này. Đấy, còn cái tổ của chúng ta đây. Cái ổ mật nó còn tận bên dưới. Tận tí sâu bên dưới kia cơ. Thì trắng nhá. Anh Đương đang phát ra. Có thể cái tổ này chỉ thò lấy thôi. Thò lấy được không? Rất khó anh nhờ. Mình thậm chí còn không có thể
Đấy, nhìn từ đây thì thấy một ít thôi, chỉ thấy một ít cái cục bầu tròn vo anh ạ. Nhưng mà anh không cứu được bởi vì nó canh đâu. Cẩn thận nhá, đừng di chuyển guốc nha anh nhá. Ừ. Em cầm tay đằng sau anh ấy. Cắt nhá. Ừ, cắt đi. Này, tổ rất to quá. Bầu mật thì bé thôi, cũng còn 3-4 ký này. Úi dồi. Úi, vào mật rồi. Và nhiều rồi đấy anh ạ. Anh lui guốc thì anh phải báo em nhé. Đấy, cái bầu mật kìa. Bên nãy làm sao mà khắc được đây. Bịt trắng luôn nhỉ. Ở đây mà không ăn nhỉ. Cái vùng này, cái vùng mà có lẽ là cái vùng đất mới của anh em mình. Thì ong không ăn mật. Các bạn nhìn thấy quang cảnh đây. Toàn là rừng già thôi. Cái chỗ để bấu vào luôn ấy. Cái gốc ở dưới anh em mình lên này. Tận dưới kia kìa. Xa xôi luôn. Khó nhìn quá. Anh cũng không nhìn thấy ấy. Bên kia cành to quá anh. Ừ. Cái bó đuốc bé đâu anh? Đây. Anh lấy cái bó khói bé đi. Báo em à? Để em à? Ừ. Báo em rồi. Đây em đây. Lấy cái bóng xuống kiểu đi đấy. Anh đường vẫn còn tận trên ngọn các bác. Thật sự không thể quay được nó rõ ràng cho các bác được. Ong nó đốt nhiều quá, với lại cái cây này thật sự rất khó. Đây, lúc này nó theo xuống này. Nó theo xuống nhiều lắm. Cái tàn đuốc nữa nên là mình bắt buộc phải lui. Cái tàn đuốc của anh Đương là cái tàn đuốc bằng cái que nứa nên là nó rụng xuống rất nhiều. Xuống đi, xuống nữa tàu cua. Cua đi người. Trong lúc mà giới thiệu cho các bác về anh Đương đang xuống thì mình đã phát hiện ra cái cây hoa rau ngót rừng nó đang nở. Hoa rau ngót rừng nhá mọi người nhá. Nhưng mà nó ít quả, ít hoa lắm. Nếu mà gặp cây mà nhiều hoa thì thôi đúng là mình có bữa ngay. Đây này, cái cây này, chính là cái cây này, như cái cây cảnh kìa. Hoa nó bắt đầu nhú lên kia. Lúc nãy mình lên mình đã ăn. Úi giời. Rồi bỏ đuốc. Xuống còn khá xa đấy. Anh cứ từ từ thôi. Không vội lắm các ạ. Cái thân to này là. Nên được sợ nhất đoạn này đấy. Có guốc rồi nó yên tâm hơn khi mà xuống. Cái đoạn vòng cua đấy, cái đoạn đấy khó đấy nhá. Hả? Đoạn đấy xuống hơi khó đấy. Bầu bị trắng. Mình cởi guốc đã. Guốc này thì nhà mình cũng sẵn có luôn các bác nhá. Đi guốc này thì chỉ cần sơ sẩy là đâm vào chân ngay đấy. Không có dây thì anh Đương nói là không có dây thì chắc chắn là anh không lên đâu. Bởi vì là không nhìn thấy bên dưới, không có dây, có dây thì nó chùm không nhìn thấy bên dưới. Không nhìn thấy bên dưới mình mới dám lên đấy. Đỡ sợ. Tổ thì to thật nhưng mật thì được ít thôi. Nên các bác biết là nó khó khăn thế nào để khai thác được cái tổ ong. Ồ. Oh. 2 cân. Hơn 2 cân anh nhỉ? Được. Đây các bác. Đổ nó bịt bầu. Đẹp luôn đi các bác. Tí nữa ở đây chứ ăn mật ở dưới mấy cái kia này. Đây các bác xem cái bầu này. Tuyệt vời luôn. Đấy, tí nữa xuống suối là mình sẽ trèo cái cây bên dưới suối nữa. Xem là cái ổ này với tổ dưới suối thì ổ nào được nhiều hơn. Tuy nhiên thì ổ này chắc là cái khả năng là bay to vẫn là to hơn rồi. Là cái chắc rồi. Chọn đồ đạc đã các bạn. Lại tiếp tục làm đước trên đường xuống các bạn. Để cái chinh phục cái ổ dưới. Nơi mà cái con gâu gâu nó sủa tận dưới chân đồi chỗ anh em mình để xe. Ở đây anh Đương chọn là lấy cái những cái cây nứa mà dài nhất.
Nứa già này thì cho khói mới nhiều các bạn. Mới đủ đậm mà nó cháy tốt. Tốt cực kỳ luôn ấy. Mình thì vẫn mang theo cái bó hương này, mình chưa dùng hết. Băng này đủ rồi đấy. Được. Tổ bé, dùng tổ bé. Bé. Tổ đấy bé thì vì cái tốc độ bay không bằng cái tổ này được. Chỉ có cái tổ trên đường ấy là nghi ngờ là cái tổ đấy rất là to, mà không biết là còn được, còn tổ hay không, hay là họ cắt rồi. Ba tổ ở một góc. Giờ xuống là dễ rồi các bác, dựng lên thì mới khó thôi. Mỏi chân nó thiếu canxi à? Đi như mình thì có mà bù. Lên dốc suốt ngày này còn làm sao mà bù được. Cả ngày đi bộ liên tục các bạn. Không có đường xe thì các bạn liên tục từ sáng đến chiều luôn. Chỗ nào có đường xe thì nó sẽ may mắn hơn, nhanh hơn thôi. Rồi, cây này anh em mình trèo đây. Đấy, nó chính là cái cây kia. Mưa luôn rồi anh ơi. Mưa luôn chứ. May mà còn tìm thấy ong rồi đấy. Mưa rồi. Đây, cái vách đá nó trồi xuống tận dưới này ngang bằng này cơ mà. Cái gốc nó trắng trắng kìa các bác kìa. Xuống luôn, được cũng được đấy. Thế cũng được. Tổ ong này là mình hỏng luôn đôi ủng. May mà chưa chọc cắm vào chân sâu. Chọc 40.000 đấy. Không được đâu anh ơi, vách đá rồi. Đây có cái mới. Nó lại không vào cái cây, mấy cái cây này dưới này chứ nhờ. Mấy cái xoan đẹp đẹp này thì nó không vào này. Còn đi vào những cái chỗ lững lờ nào đấy. Cây xoan này có nguy cơ là không năm khó. Ừ, cây xoan này. Cây xoan này nó mà vào cái cây xoan này thì lấy dễ. Xe anh em mình để tận dưới đây rồi. Nhìn các bác nhìn thấy xa xa xa, xa đấy. Anh Đường đang sẵn sàng rồi. Anh ấy còn định đòi trèo guốc cái cây này các bác này, cái cây sung này. Nhưng mà cây sung này trơn nhá mọi người nhá. Nếu mà không có cành là trơn lắm đấy. Cái gốc nó đây này. Cây sung nó lại nó bọc ngay dưới cây sung luôn các bác. Khi ra đây nhìn thấy luôn. Đó, cái tổ nó ở bên góc đấy. Thấy chưa? Tổ luôn bần bật. Nãy mình cứ tưởng là nó ở ngay cái cây ngay đây nhưng không phải, nó lại phi vào cái gốc sung này. Tí nữa anh Đường anh chui lên cái gốc sung này là anh đến tổ luôn. Từ cái chỗ này thì đã có thể là chúng ta đã có thể nhìn thấy tổ ong ngay từ cái góc này rồi. Tí nữa là mang khói lên đây, em cầm khói ở đây là được, thoải mái anh lên. Vâng, tổ bé đấy anh ạ, không cần túi to đâu. Gốc cây sung này thì chặt ra một tí thôi. Có treo lên được không đấy? Được mà anh. Đốt. Đấy. Ôi, treo khó lắm. Không khó đâu, anh cứ đốt đi.
cốt ở dưới này hun một cái là lên có gì đâu. Cây này lên có chưa đầy 3 mét thì anh đã đến gốc rồi. Đến tổ rồi. Cây này thì thật sự không dám tranh trèo nữa các bạn. Để anh trèo một mình. Chỉ cần lên anh chặt gạt cái cành này đi là một phát là ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn cái tổ ong. Thò ngay đây luôn. Chuẩn bị bằng lá chuối, phun bằng lá chuối trước. Không lên anh ạ, cứ phải là châm vào bật lửa vào đấy. Sợ ổ ong ra luôn. Khói đến tổ luôn mọi người ạ. Đến khói đến tổ luôn bây giờ rồi. Bùm tù lùm luôn. Chưa đến. Đến rồi. Tổ vừa tầm luôn. Ra chưa? Ra rồi. Ra nhưng mà của anh chưa cháy à? Ừ. Nó cháy chứ. Bầu đẹp vô cùng luôn ạ. Tổ mini mà bầu đẹp lắm. Ở đây dao này. Ở đây em đây. Đấy dao anh Đường lại mang lên cho. Mình bị rơi dao quá. Bầu đẹp lắm anh ơi. Không ngờ lại có bầu đẹp như thế này. Mà ở ngay đây chứ. Ôi cái cột khói. Không có phấn chứ nhờ anh nhờ. Không thấy có phấn. Trời ơi, có tí phấn nào đâu. Có một sẹo thôi. Nhưng mà chưa chắc anh đã vào đây đâu. Vào đấy. Vào. Phải có em mới vào đến đây. Ôi trời anh ơi. Còn to tổ nãy nhá. Tổ nhìn cái bầu biết rồi. Mà tổ bé siêu nhỉ. Bằng cũng một phần mấy. Ơ thấy túi mi lông ở đó trong đấy à? Đó, có hai cái. Lấy túi to không? Không không. Quá đẹp luôn ạ. Mặt tràn ngập luôn. Lấy cái đá. Anh Đương lấy cho một cái túi ni lông mini đây coi. Nhưng mà túi này cũng quá là đủ với cái tổ này rồi. Hai túi nhá. Vâng. Quá là cực phẩm luôn các bạn. Mình cũng chẳng bao giờ ngờ đến là cái lại có một cái tổ ong nó có thể dễ dàng ở những cái chỗ như này mà lại có mật được. Ôi chà. Thế mà lại vào sâu đấy.
Ui, anh ơi. Ui, các bác ơi này. Chỗ này mình phải để nguyên cục luôn. Anh ơi, cái ngoàm của anh đâu? Không kéo được đâu, cái này cái ngoàm ngoàm luôn. Được không? Ui, các bác phải đẹp lắm. Đây. 3 cân. 2 3 cân. Mình cứ có bịt ít tí xuống hãng ấy thôi. Mình cứ thắt vào một cái đã. Cho đỡ dập đã, tí xuống mình cho hơi vào. An toàn mà, anh cứ kéo xuống theo cái này được mà. Hả? Không sợ đâu. Đấy. Vậy anh gác xuống từ từ đi. Mình cứ anh em mình đang chơi cái kiểu là hơi liều đấy các bạn. Để giữ được cái bầu nên là hơi liều đấy. Đấy, đấy. Nguy hiểm chưa? Này, cái tổ này bé còn bằng chỉ có bằng 1/3 thôi anh nhỉ. Đây này các bạn này. Ôi, mật đúng mật hoa nhãn luôn. Đây anh ơi, còn nhộng một ít nhộng mà. Còn hai con nhộng ở đây. Đây. Ôi, tổ quá mini luôn. Nói thật sự các bác là không, cái cây này, cây sung này không làm anh em mình thất vọng. Mình chưa bao giờ nghĩ là nó được cái tổ như thế này. Chắc phải cho ít hơi không khí vào đây nhỉ. Cho nó ép cái tổ không khí mình. Hôm nay lại không có mang thùng xốp này. Anh em chủ quan bởi vì đi gần nhà cứ nghĩ là không có. Ui, dây của anh lấy ra hết rồi. Ra hết à? Em lại. Dây anh em mình lúc nào cũng mang đi theo trong ống nhòm các bạn nhé. Đây cái ba lô gì kia. Đây em đang đây. Chắc chắn là hoa nhãn rồi, hoa nhãn ở cái đồi dài kia rồi. Ừ. Thế. À, cao su đây. À đây đây đây. Không anh? Đây. Đây. Này đây cột kia. Thấy. Cái này chỉ 2 hôm nữa là vít thôi. Ừ. Mà chỉ sợ mưa này nó ăn dần thôi. Tối nay mà không mưa là nó không sao. Đẹp quá chừng luôn các bạn. Với cái bó khói mini thế này. Dèo cây cao quá cao lại còn không bằng cái tổ thấp nữa các bác. Thật sự là quá là nhiều lúc không thể biết trước được. Không lường trước được cái vấn đề. Wow. Đây, một lần nữa đây. Bây giờ không có, bây giờ cho vào ba lô chỉ nát thôi. Tí treo đây anh nhỉ. Treo cũng chả biết làm chuyện gì. Treo thôi. Lên, lên còn mốt một tổ nữa rồi mà. Xách đi theo đường là được mà. Vì cái tổ kia ở ngay đường mà. Rồi, đây anh ra ngoài. Ra em đâu nhỉ? Để em đây. Đeo đồ đạc. Như cái loại này chưa bị bầu này. Quá lòng lành. Ăn ít thôi. Lấy hai cái bó đuốc ấy, một bó đằng sau anh. Cất luôn đuốc thì mới được. Sao bó này như cục khói thế nhỉ? Cái tổ ong này thì chúng ta có thể khai thác lại vào khoảng tầm độ 7 ngày nữa. Mà cũng không quan trọng đâu các bạn, quan trọng là giờ chỉ lấy đợt đầu đã. Lấy đợt đầu nữa thôi. Còn cái đợt sau thì để cho các bác đằng sau. Bác sau lấy cũng được, mình cũng không quan trọng, không hề quan trọng một chút nào. Có này còn lấy đi. May mắn thì còn, có lấy đi anh ạ. Cẩn thận không đá lăn xuống xe anh ạ. Tiếp tục là cái trải nghiệm với tổ tiếp theo bác, cũng đối diện mặt hồ đây. Nói chung anh em là tìm mong theo dõi cái hành trình của mình thì chắc cũng biết rồi. Nhìn là biết ngay là cái địa hình anh em mình tìm ở đâu. Đây là cái máng lao các bác nhá. Mình sẽ không thể di chuyển nữa. Để di chuyển nữa sợ đá lăn xuống chỗ anh Dương này. Đang trở lên. Cái cây này khá chắc, nhưng không chắc chắn đâu anh cứ. Gọi là khá chắc rồi đây này, bởi vì nó cũng bám lâu rồi. Lúc xuống là sẽ khó khăn hơn đấy. Lên thì dễ, xuống thì khó. Trên đây là một cái đồi mỡ nó quàng lưng này. Chưa biết cái tổ ong ở đâu mà nó lại bay ra. Từ đồi mỡ ra. Trên cột điện. Ngang ngang cột điện.
Vì là đồi đá này ở đây người dân họ phải quý từng tấc đất một đấy mọi người, thì mới có đất để mà trồng cây mỡ này. Chứ còn những cái chỗ nơi khác thì chỗ khác thì toàn đá thì không trồng được. Nên là việc họ làm những cái con đường leo treo leo hiểm trở này là có đều có lý do của họ cả. Cây nhưng mà vẫn khuất được. Cây khuất à? Ngay đây à? Ngay trên này? Đây, cây bùn luôn. Vách đá các bạn, lại vào vách đá này. Đấy, cây này, cây có dây kìa. Cây dây chùm to đùng kìa. Vào cây đấy luôn á. Cây tổ đen xi kia đấy. Ui dồi, tổ thấp không anh? Nhìn to. Cây nhiều dây đó. Nhiều dây sợ cao, chắc không cao đâu. Tiếp vào đông không? Chắc là giòn. Chắc là giòn. Nhìn thấy tổ không anh? Cái thấy đen xì kia đấy. Em không nhìn thấy. Nhòm mới đã, nhòm mới đã. Kìa. Thật thiệt, đi rất là khó khăn các bạn cái đồi này. Ủng không có ma sát để bám được những cái đồi như này. Đá là kiểu dạng đá viên. Đá viên rồi. Và vách đá. Đây anh em mình sắp đến tổ này. Ồ ngay kia thôi. Cây này bỏ ra được anh ạ. Chắc chắn bỏ ra được. Quan trọng là anh ơi đây rồi, đuốc đây rồi. Cây đao này. Từ tí đã, đừng vội ra nhá. Để xem có nhìn thấy cái tổ nó trùng ra kia không. Lấy cái đao này về làm đuốc. Đây anh ơi, lấy luôn ra kia bó luôn, bó luôn được, bó ra luôn. Cây đấy ra được. Ra được không? Không ra được. Ra nghiên cứu xem. Lại xuống bên dưới lên à? Đẹp hơn à? Úi ồ. Anh xem thấy tổ không? Chỗ này nó đuổi thì đảm bảo là mắc không chạy được luôn. Nó vào cái vách này quá. Đúng cây trên vách. Chả có gì đâu. Anh em mình cứ thử vui một cái xem, nhưng mà chắc khả năng không có gì cơ. Nhiều nó chán lắm. Ồ, đúng không? Nó vừa mới về nhìn biết ngay, nhìn cái thành ngoài tổ nó chưa hề quét tổ một chút nào. Lắc lượng đông bay đông như này thì chắc chắn là vừa đi rửa cành. Cây thì thấp thôi.